Mang cái cửa thân sâu khi gia chủ đi vắng lấy trộm heo đất. Kê tặc tỉnh như ruồi khi vào trộm gà nhà dân. Giả vờ vào mua hàng rồi trộm xe. Mang cái cửa thân sâu khi gia chủ đi vắng lấy trộm heo đất. Canh chủ phòng trọ đi vắng, tên trộm đã thẳng nhiên tới dùng cây, cậy tung cửa vào trộm nhiều tài sản. Vụ việc xảy ra chiều 5 tháng 4 tại khu vực phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Theo diễn biến từ camera an ninh ghi lại, đối tượng nam đi xe Exciter màu xanh, mặc áo đen đi tới quan sát thấy một phòng trọ đi vắng đầy sơ hở, nên đã tiến tới ngang nhiên dùng cây cậy cửa phòng trọ dễ dàng. Sau khi vào trong theo chủ phòng, đối tượng đã lấy trộm heo đất và nhiều giấy tờ quan trọng rồi bỏ đi. Quả là một câu chuyện quá buồn với gia chủ. Khuyến cáo mọi người nên chia sẻ những clip camera như thế này từ Sài Gòn TV để cùng nhau đề cao cảnh giác. Kê tặc tỉnh như ruồi khi vào trộm gà nhà dân. Thanh niên thản nhiên tới trộm con gà giữa thanh thiên bạch nhật khiến cho chủ nhà vô cùng bức xúc. Vụ việc được camera nhà dân vào ngày 5 tháng 4 tại đường Mai Bá Hương, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ghi lại. Theo clip ghi lại, một thanh niên chạy xe quay Alpha màu trắng tới vì phèo điếu thuốc trên miệng với phong thái khá ngông. Sau khi quay xe sẵn, hắn tới bắt trộm một con gà rồi leo xe chạy đi. Chủ nhà khi phát hiện thì mọi thứ đã quá trễ. Quả thật trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là bọn trộm cướp. Chúng bất chấp mọi thứ, mọi thủ đoạn, nên mọi người cùng nhau share các clip trích xuất camera từ Sài Gòn TV để nâng cao cảnh giác phòng chống trộm cướp nhé. Giả vờ vào mua hàng rồi trộm xe. Vụ việc xảy ra vào ngày 6 tháng 4 ở Vinmart, đường Bùi Văn Hòa, khu phố 3, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Phát hiện bị hại quên chìa khóa trên xe, nên đối tượng mặc áo xanh giả bộ vào mua hàng xong, lúc ra lấy mất xe Vision màu đỏ rồi biến mất. Đây là lời cảnh báo nhiều người với thói quen lơ đãng rời khỏi xe mà không rút chìa khóa. Nhất là chung tay share clip này từ Sài Gòn TV để cùng nhau chung tay phòng chống trộm nhé. Mọi người nhớ share những clip camera như thế này để cùng nhau đề phòng chống trộm nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất từ camera nóng nhất. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.